Yao Ming lo sợ vì con gái quá cao. Là ngôi sao bóng rổ số 1 của lịch sử Trung Quốc, thế nhưng con đường Yao Ming tới môn thể thao này là hoàn toàn bị cưỡng ép. Nếu nhìn vào tiểu sử của Yao Ming, những bước tiến của ngôi sao này sẽ chẳng có gì bất ngờ. Có bố cao 2m05, mẹ cao 1m82 và đều là những trung phong bóng rổ nổi tiếng. Con đường phát triển của Yao Ming dường như đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, mặt trái tuổi thơ của Yao Ming đã được tiết lộ trong cuốn sách mang tên Chiến dịch Yao Ming của nhà báo Brooke Lanmer của Newsweek. Ông từng có nhiều năm làm việc tại Trung Quốc và Liên Xô cũ để nghiên cứu về quá trình phát triển thể thao của các nước xã hội chủ nghĩa. Lanmer không ngần ngại gọi Yao Ming là một sản phẩm của chương trình đào tạo khắc nghiệt và cổ hủ, nơi triệt tiêu đi những khát vọng và sự tự do của một đứa trẻ. Thông qua cuốn sách, hãy cùng tìm hiểu về cậu bé Yao Ming với khát vọng trở thành một nhà lịch sử học. Vào những năm 1970, Zhao Zhiyuan được ghi nhận là người đàn ông cao nhất Thượng Hải với chiều cao đạt 2m05. Những chuyên gia thể thao phát hiện ra người đàn ông này rất muộn. Vì vậy, dấu ấn chuyên môn của trung phong đội tuyển Thượng Hải không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, giới chức thể thao Trung Quốc đã nhanh chóng tìm ra cách tận dụng chiều cao của Zhao Zhiyuan. Ông được khuyến khích kết hôn với Fang Fengji, nữ đội trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, người sở hữu chiều cao 1m82. Mục đích của cuộc hôn nhân này được miêu tả như một chương trình nhân giống. Để rồi Yao Ming ra đời, anh lập tức trở thành tâm điểm, được nuôi dưỡng và rèn luyện theo một quy trình đặc biệt. Chứng kiến sự khắc nghiệt của thể thao thời bấy giờ, bản thân những người trải qua những cay đắng đó, cha và mẹ của Yao Ming quyết liệt phản đối, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Những ràng buộc về công việc, chế độ khiến họ không có cách nào thay đổi số phận. Yao Ming vì thế cũng không còn sự lựa chọn. Năm 8 tuổi, cậu bé này được đưa tới trại huấn luyện với cường độ cao cùng kỷ luật thép quân đội. Tuy nhiên, Yao Ming không có một chút nào yêu bóng rổ. Đam mê lớn nhất của cậu bé này là đọc những cuốn sách lịch sử quân sự và muốn trở thành một chuyên gia. Nhưng rõ ràng, khát vọng của cậu bé lớp 3 không thể đi ngược lại với những gì đã được lập trình sẵn dành cho Yao Ming. Năm lớp 6, ở tuổi 12, Yao Ming đã cao hơn mẹ và gần bằng cha. Cậu bé đạt con số 2m04 và trở thành vận động viên trọng điểm được đào tạo đặc biệt. Sau cùng, những bước đi của thể thao Trung Quốc đã đưa Yao Ming phát triển theo đúng quỹ đạo. Với chiều cao 2m29 cùng kỹ năng chơi bóng rổ khá hoàn hảo cho một trung phong, Yao Ming sớm trở thành một cỗ máy ghi điểm bất bại ở giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc CBA với trung bình 20 điểm kể từ năm 18 tuổi. Trong mùa giải cuối cùng ở CBA, Yao Ming có trung bình 32,4 điểm, 19 rebound cùng hiệu suất ném 72,1%. Năm 2002, Yao Ming được Houston Rockets lựa chọn ở lượt đầu tiên trong kỳ NBA Draft. Anh cũng là cầu thủ quốc tế đầu tiên được chọn ở một kỳ NBA Draft mà không cần phải thi đấu ở NCAA, giải bóng rổ cấp độ đại học ở Mỹ. Yao Ming tiếp tục mang tài năng từ Trung Quốc sang NBA và ngày càng thể hiện xuất sắc hơn. Những gì mà Yao Ming làm được ở NBA là chưa hề có tiền lệ. Cho tới ngày nay, chưa bao giờ có một cầu thủ châu Á nào khác có thể làm được như Yao Ming. Huyền thoại bóng rổ Trung Quốc có trung bình 19 điểm, 9,2 rebound cùng hiệu suất ném 52,4% trong 8 mùa giải ở NBA trong màu áo của Houston Rockets. Mùa giải 2006-2007, Yao Ming đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với trung bình 25 điểm và 9,4 rebound trong 33,8 phút thi đấu mỗi trận. Thật không may, Yao Ming buộc phải giải nghệ sớm vào năm 2011 khi mới 30 tuổi, ở độ tuổi còn sung sức sau một loạt chấn thương. Anh được vinh danh trong ngôi đền huyền thoại Hall of Fame vào tháng 9 năm 2016 vì tài năng và tư cách là một đại sứ bóng rổ toàn cầu. Ngày 3 tháng 2 năm 2017, Rockets quyết định vinh danh và cất vĩnh viễn số áo 11 mà Yao Ming từng mang. Ở Mỹ, Yao Ming nổi tiếng không thua kém gì Michael Jordan. Còn ở Trung Quốc, Yao Ming được thần tượng hệt như cách người Mỹ thần tượng Michael Jordan. Yao Ming luôn được chọn là người dương cao lá cờ đoàn thể thao Trung Quốc ở các kỳ Olympic khi còn thi đấu. Người Trung Quốc xem Yao Ming là niềm tự hào, là thần tượng và là một vị thần của bóng rổ Trung Quốc. Không thể phủ nhận, Yao Ming cuối cùng cũng đã có tất cả. Anh đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử NBA nói riêng và bóng rổ thế giới nói chung. Giờ đây, tiền tài và địa vị là những thứ bao bọc xung quanh chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc với khối tài sản lên tới 120 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, từng đó để đánh đổi ước mơ, lựa chọn đi theo công việc mình không mong muốn có đáng hay không? Câu trả lời chắc hẳn chỉ có một mình Yao Ming biết. Sau những năm tháng tung hoành tại NBA, Yao Ming giờ đây đang tận hưởng những ngày tháng viên mãn với tiền tài, địa vị và gia đình nhỏ của mình.
Tuy nhiên, có một vấn đề khiến cựu cầu thủ Houston Rockets lo lắng, đó chính là chiều cao đang ngày một gia tăng của cô con gái nhỏ mới bước sang tuổi thứ 10. Thế nhưng, cô bé Jao Quinley đã sở hữu chiều cao xấp xỉ 1m73. Tờ Sina dẫn lời các chuyên gia thể thao và dinh dưỡng Trung Quốc dự đoán cô con gái bé bỏng của cha mình có thể đạt chiều cao hơn 2m10 sau khi kết thúc tuổi trưởng thành. Đó là thông tin khiến người hâm mộ Trung Quốc hào hứng. Trên các diễn đàn bóng rổ, đa số đều cho rằng Jao Quinley sinh ra là để dành cho tấm băng đội trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc, cũng như nối gót cha tỏa sáng tại đấu trường WNBA. Thế nhưng, Jao Minh lại không mấy hào hứng trước viễn cảnh tươi đẹp đó. Là người rất kín tiếng trước truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc Jao Minh mới đây chỉ trả lời ngắn gọn về con gái của mình: cao quá, chưa chắc đã tốt. Sở hữu chiều cao khủng mang lại lợi thế rất lớn trong môn thể thao, nhất là bóng rổ. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, chắc hẳn gặp rất nhiều bất tiện. Hãy thử tưởng tượng một cô gái cao hơn 2m10 sẽ gặp khó khăn thế nào trong việc tìm hạnh phúc riêng của mình. Chính Jao Minh cũng từng khẳng định rằng anh và vợ để cho con gái quyền tự do quyết định tương lai và chắc chắn không ép buộc cô bé phải chơi bóng rổ. Vì Jao Minh hiểu cảm giác bị tước đi đam mê và ước mơ là như thế nào. Đó cũng chính là lý do vì sao cựu cầu thủ 40 tuổi rất ít khi đi xem con gái tập luyện và chơi bóng. Thế nhưng, bất chấp những lo lắng của cha, Jao Quinley rất đam mê với trái bóng cam. Cô bé đã làm quen với bóng rổ từ rất sớm. Do sở hữu chiều cao và khả năng vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, con gái của Jao Minh đã sớm chơi bóng cùng với những chàng trai ở lứa tuổi cao hơn. Có ông là cựu trung phong số 1 đội Thượng Hải, bà nội và mẹ từng là trung phong số 1 đội tuyển nữ quốc gia, bố là ngôi sao NBA Hall of Fame. Thật khó để cô bé 10 tuổi Jao Quinley đi chật đường dày. Jao Minh có lẽ đang là người lo lắng nhất cho cuộc sống của cô con gái bé bỏng khi đi theo con đường bóng rổ. Nhưng biết đâu, chính Jao Minh và những gì anh đã đạt được là nguồn cảm hứng để cô bé làm được những điều đặc biệt trong tương lai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Jao Quinley có thể làm được những gì nhé.